đảm bưu. Sao cái mic tôi nó ghè ghè nhờ, chắc hình như là cái tới hạn nó đòi tiền rồi sao? Mày nghe mic tôi ghè không nhiếp? Cái gì cơ? Không, nghe bình thường mà. Nghe giọng ông hơi quá đáng ấy. Không quá đáng là sao? Quá đáng yêu ấy. Mẹ sao ấy nhờ? Ừ. Thế bây giờ có đánh liên minh hay là không nè? Không, bọn anh phải. Anh mời ai hả? Không để em ai là. Vô đi. Đâu? Giọng qua đây. À đây đây, để anh tạo mời nha. Xong rồi em mời em nói nhá. Ờ, Phan Huynh à? Anh mời mày đấy. Anh mời mày đấy. Phan Huynh ơi. Mời em hả? Ừ, đánh 5 năm vui lắm. Ok. Thế anh hỏi anh mời mày hả? Tưởng đâu anh nói anh gì đó anh mời. Sao? Dạo này khế còn chua không em? Bước bước bà, hai bước được bà. Chừng muối, mời chừng muối. Trưởng thành là đúng không? Không, không, vẫn là em bé. Trời ơi, tao vào nick mình rồi. Để anh tí nha, hình như đánh cuối tầm hay sao ấy, anh mời mày nha. Phân phát nè. Ok, ok, được. Vô, anh em ơi, đánh 5 năm với lại mấy cái thằng bên đôn chề gạt bắn lề này. Ra đi, mời. Yo. Có Phan Huynh nữa, có Phan Huynh bên mình. Trời ơi, Phan Huynh người yêu cũ của tôi nữa, đâu ra vậy mấy cha. Mày à, nhỏ em của tôi á, đó chơi liên PUBG với nó á. Nó hát hay lắm á. Để tí tôi cho nó, tôi kêu nó hát một bài tặng mấy ông học viện đó. Sao? Nỉ hồn mà. Quỳ xì xù mà, vì sao nỉ mà. Anh không hiểu luôn á. Sao? Không hiểu là sao? Đâu bắn tiếng Trung anh nghe thử coi. Em ngồi đây mà bắn tiếng Trung thì sao mà anh hiểu được. Đâu em bắn tiếng Trung là em bảo là em fan anh Nhiếm 20 năm mà bằng tiếng Trung cổ thử coi. Ủa sư Nhiếm em không biết tiếng Trung là nỉ hậu mà. Anh biết một câu đó hả? Còn biết câu gì nữa? Thể hiện đi. Ví dụ ta gặp nhiều gái xinh quá, ta bảo em xinh quá cho anh xin in tư mà nói tiếng Trung Quốc như thế nào? Mỹ nữ cha của quay xin. Mỹ nữ quá chú quay xỉn. Mỹ nữ là mỹ nữ. Chào quay xỉn. Quay xỉn là cái WeChat anh biết không? Ừ. Ồ, chào quay xỉn. Nghĩa là các bạn WeChat đi, kiểu vậy đó. À, bên người ta xài WeChat không hả? Đúng rồi, anh mới nói chừng nào anh cưới. Nào cưới nhớ mời nha. Anh á, anh chắc lâu à. Lâu á? Ừ. Sao trước khi em về lại chung là được. Đừng mời chứ, không mời sao mày không đi đám cưới tao là coi như không có tiền rồi mời chứ. Không mời là em đốt nhà á. Mày mạnh. Được rồi. Vô nè, cấm chọn nè. Gì Thanh? Thì là em với anh chơi với nhau, chơi game chung là hình như không một năm hơn rồi đúng không? Không chơi game chung với nhau một năm hơn hả? Ừ. Mày à, mày 3 năm mà mày, từ năm 2019 tới bây giờ. Ghê vậy? Ừ. Ghê vậy luôn hả? Ừ. Thời mày, gian nhanh quá. Mày biết năm 2019 anh được cái gì không? Anh được gặp em. Bảy năm 2019 là anh cùng với Nhiếm và cùng team Refund là vô địch Việt Nam vượt qua mọi đối thủ em đấy. Biết mà. Đó. Em có coi mà. Có coi không? Có biết anh Nhiếm không? Có biết anh Nhiếm không nè? Thanh có biết anh Nhiếm không nè? Có biết anh Nhiếm thấy lần. Úi giời. Anh thề nhá, anh xem một clip mà em hát cho team nghe ấy. Thế là đợt đấy anh phải cố gắng bằng được để vào team Refund đấy. Nhưng mà lúc đấy thì lại không chơi với em nữa. Buồn thiu. Cái gì vậy? Không, em là kiểu ở mọi người game chơi thì em chơi thôi chứ em có không. Em cũng ngại tự nhiên vô không bay vô chơi mọi người. Ngại lắm. Giờ em nghỉ luôn rồi hay sao? Nghỉ sim luôn hay sao? Hay là đi học đúng không? Em ý là bình thường em vẫn học nhưng mà buổi tối em vẫn bật like chơi thôi. Ai coi không coi thôi kiểu vậy. Công nghiệp thế. Kiểu vậy. Người ta gọi là like vì đam mê. Ừ. Học vẫn là chính, học hát đúng không? Vẫn học hát đúng không? Em vẫn học, em học kinh tế thương mại, hát là ngồi. Người tưởng đâu làm thợ hát chứ, hát hồn. Chị hát vẫn làm mà. Anh định sinh nhật mời mày ra hát cho anh nghe. Được, trời ơi. Ok luôn. Wow. Rồi che map làm gì, anh em bên kia ý thức luôn, mà. Qua luôn. Thôi kìa. Ủa? Chơi luôn. Mình bắn á. Đó.
chơi được không? Chơi được, chơi được. Được. Chơi luôn, chơi được, chơi tới luôn. Chơi được. Nice. Chơi tới luôn, chơi tới luôn. Ngồi về, 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 về. Nó chạy, nó chạy. Con mẹ mày, thằng nhóc này định thể hiện cái bản thân à. Đi top với bố mày. Nó đánh mày ra bả luôn nè, thằng le này. À, đông lính nè, đông lính nè, đây. Nè. À, đông lính nè, tao lên cấp 2 trước, mày chết. Ây à, biết chơi nha, đông lính, đông lính, mày đông lính. Mày đông lính mày lên đây. Nè, mày farm con này hộ tao cái. Giời ơi, cái thằng này nè. Quên mất thầy đèo, đèo con não, thầy đèo biết nè. Nó, thầy ngon luôn nè. Ngu. Ngu, mày ngu, mày ngu chưa? Mày ngu chưa? Đừng đâu. Nhạc, anh nhạc là anh nào vậy? Nói cho em nhạc. Đây, đây, đây. Okay. Anh nhạc là anh nào vậy? Nhiều giọng không nhận ra. Galio mất flash nhé. Hai xe vẫn còn, ở đây mà mất ở đây rồi. Này nè. Ôi ôi, cái thằng gọi le này. Phải bảo quay sâu ca mê thề đấy, đéo phải hành quang anh hồ. Đúng rồi à. Vậy cái lấy lại được cái flash. Đánh nát quá anh Bồ, đánh nát quá em lại ngợp. Anh Bồ đánh nát quá, anh Bồ đánh nát quá. Anh Bồ đánh ác quá em lại ngợp. Ok nha, ok, ok luôn. Hai mạng à. Anh Bồ đánh ác quá. Quanh với cả thằng top đổi nick cho nhau sao ấy. Ờ, thằng Như đi top là Quang Anh hay sao ấy nhờ. Thằng cô em nó ngợp. Được 15 phút rồi á. Ôi giời ơi, thế ông lại lầm to. Đây nè, thế lính đẹp này, thế lính đẹp, thế lính đẹp này. Gần lăng flag đó. Ừ, thế lính đẹp, thế lính đẹp. Anh biết chọn lính luôn. Cái nữa nè. Mẹ. Ôi kìa. Gần lăng flag không sao. Nó chưa cấp 6, nó chưa cấp 6. Farm nhanh, farm nhanh. Hai. Đây đây, tớ. Không hết skill rồi. Ok, làm đi có gì đâu. Đấy, đánh được ít chứ. Ui, đau nha. Ok, bó cần giúp không ấy? Trời ơi. Con mẹ, mày pha này hơi non đấy nhờ. Không, pha này tôi non thật. Hay. Biết quý đạo này rồi, bố biết quý đạo này không mày. Má, nó vừa có cấp 6 luôn à, mày nó hên dữ vậy trời. Có R này, có R này. Có G đúng không, có G không, đánh top này, đánh top này, có G đúng không, ok, ok, ok. G luôn, G luôn, G luôn. G luôn, G luôn, G luôn, G luôn. Hai. Hai. Mi mi nha. Con mẹ cứ đánh vô lính hoài cái á nhờ. Cứ được blue này. Cứu mạng, cứu mạng. Nàng con cóc, nàng con cóc hay sao á? Nàng con đây đây, nhảy 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 lên 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 là có mạng. Lên có mạng, từ từ. Nó không có mắt đâu. Lên luôn này. Lấy flash đó này nha. Cứ ulti đi, cứ ulti. Ăn được boss không nhỉ? Ăn được boss không nhỉ? Được. Không thì xuống đi. Được. Cấp 6 rồi. Xuống này, xuống này, xuống này. Trợ giúp này, đẩy cao này. Nó mất cần tay rồi đấy. Có mắt ở đây nha, có mắt ở đây nha. Như nó về rồi á. Nó về rồi. Em lợi ngợp. Em lợi ngợp quá. Ai nói cứu em lại cái. đứng đó luôn nhạc. Chuẩn bị lên ăn nó lần nữa này. Nhạc đang boss, nhạc đang boss. Ok ok. Ông quy chớp chứ, nhầm. Kê 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 kê. Nó ra level 6 rồi, level 6 rồi ăn. Thấy rồi, chú quy chớp ơi. Đây đang khoa. Khoa vào này, khoa vào này. Ê, lắc vào. Khoa vào này, Ulti luôn, ulti. Nó mất tốc biến rồi. Chỉ tay mình có. Mất tốc biến đi đâu rồi? Chính vậy à? Thế thôi. Đợi. Ăn con này luôn. Đây, qua tới. Lắc kìa. Ăn tay luôn. Ulti rồi. Hai ai, dưới đây. Chao ơi. Đây luôn, thằng này luôn. Luôn thằng này. Nó còn tốc biến nè, nó còn tốc biến. Rồi,
Chalo, 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 chalo. Em lợi ngọt, em lợi ngọt rồi. Bạn tì áo thế nhờ. Lời ác. Ôi, trận này easy rồi. Anh nhìn xuống bot cái đi. Bot đang xem găng bot đi quy chấp ơi. Khoa trưởng thành rồi. Khoa trưởng thành rồi quy ơi. Hết 15 phút rồi. Chưa, 4 phút nữa, còn 4 phút nữa để thể hiện. Để săn. Để săn. Em lợi hình như hơi ngợp với sao nhà, thấy lính đẹp luôn, giữ thấy lính này đánh luôn. Đấy, lắc hít thôi. Sắc, hay luôn. Chết con mẹ đi. Hay luôn. Không sao, tao hết tác dụng rồi, tao 3 phút nữa tao hết tác dụng rồi, chưa win đâu. Có gà đúng không? Có gà đúng không? Rồi chuẩn bị gà đi, gà đi, gà đi, gà đi. Gà đi, gà đi. Gà luôn, gà luôn. Đúng rồi, gà luôn. Gà luôn. Lại ơi, ship cái bình oxy cho em lại cái nha. Anh em nào kinh doanh oxy, ship cái bình oxy cho em lại cái. Ôi em lại, mày đặt đi tớp bắt tôi nữa. Trời ơi là trời, em lại ơi. Lấy luôn cái trụ của em luôn đó nha. Ê, xuống bot rút này. Xuống, giết nó. Xuống, slow. Gung dữ vậy em trai. Mimit nha, mimit. Lỗi. Nó sợ. Không dám đánh đuôi luôn mấy ông à. Quy có gà chứ Quy. Đây lính vào băng trụ luôn là xong. Băng trụ này, lính trụ còn miếng à, trụ còn miếng à. Đây, thả thử dạo này luôn này. Ăn nó đi, đi nó nữa. Ui, mày tại đâu? Nó có flash không? Có lát rồi. Có lát nha. Ôi trời. Có lát đây. Ok. Nó lát đeo có. Có giết được không? Đây rồi. Ô. Trên kia vui nhổ mình cũng va chạm. Nè. Chơi này. Nên đỡ đó rồi, không giống rồi. Cái này không được nè. Lấy chuẩn biết luôn. Chơi nè. Chơi, vô nhím. Tay nhím rồi. Ok. Tay nhím rồi. Chơi vào. Đấy, ăn đi. Rồi. Được chưa? Thủ si. Má, anh em đánh như LCS đấy nha. Hái liền rồi. Dồn support là sai rồi đấy. Anh em đến đánh nhèo CK vậy á. Để bắn free luôn mới nghe chứ. Lợi ơi. Ngọt không? Buông bán. Ao trình quá. Quy chớp ao trình quá, Quy chớp ơi. Anh đánh như Bắc Mỹ rồi. Ừ, anh đánh cho G2 mà em. Như là nhà của mình đó nhờ. Thật đó bê, đúng rồi. Đẩy lính vô, à, chuẩn bị gà này, quy chấp chuẩn bị gà này. Nghe là bảo gà nha. Gà đi. Gà đi. Ăn làm hết rồi Diếp, làm hết đi. Trời. Thôi. Á tí hết ba rồi. Không hay sao nhím hay à? Cái đúp của ông nó chưa mạnh lắm nhím nhờ. Tôi có lên phép đâu, tôi lên kiểu nửa vời mà. Ừ, nay sai. Rờ ở một giây à, không là đẹp rồi đấy. Mà thấy tôi đánh khác không? Bình thường tôi giả ngu tôi đánh cho mấy ông chửi có content thôi. Mà đánh giả. Đánh giải nó khác liền. Mà ông thấy thằng nhím đánh off-stream kìa, đánh AD như Yushimuru vậy. Yushimaru luôn. Yushimaru T1. Lâu ra cục anh ti vậy. Ừ.
bồ đánh hay qua anh có thể vừa đánh vừa dạy em. Chát ế được không, bọn em ghi lại học hỏi nè, em chưa thấy ai ở Việt Nam đánh được như anh. Cảm ơn em nhá. Hình như hết, đúng rồi, hết 15 phút rồi đấy. Đấy, bây giờ mới giả ngu cho mấy ông chửi này, có content này. Mẹ đừng đùa. Dồn xuống dưới, 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 dồn xuống dưới. Đây nè, 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 đây nè. Lập bên đây nha. Mở combat rồi đấy, mở combat rồi đấy. Ô, đằng sau. Này. Cày thế. Niệm liền. Được chưa? Trời ơi, giả ngu rồi. Giả ngu rồi, giả ngu rồi. Sao anh ti con này có nhanh thế nhờ? Chuẩn bị có anh ti nữa rồi. Bên nào anh vô đây là nắng chơi. Đà Nẵng chơi được cái gì vậy? Đà Nẵng. Bà con luôn. Đồ ăn ngon không? Mà hải sản ăn thoải mái luôn. Nhưng mà nghe anh chỉ nghe bảo là con người Đà Nẵng ở đấy rất là dễ thương, đặc biệt là em. Đúng rồi. Ôi. Ôi bấm nhầm. Đó là đương nhiên. Đây. Cày gì? Ôi giời ơi. Nè, anh không được chết nè chưa? Bóc! Anh chết là uổng cái mạng của em đó. Bóc đi, bóc đi. Bó ke. Hai lần thằng nhím này, hay thế nhờ. Tôi gặp ba đồ rồi vãi. Tôi lúc trước tôi chuyên đánh AD anh em ạ. Đánh stream mình giả ngu thế chứ, tôi đánh trên stream tôi đánh hay quá mấy ông. Hiểu. Bắt tôi làm content về Liên Minh nữa. Người lúc trước tôi đánh AD một mình lên thách đấu top 10 thôi. Xong tự nhiên mà giật mình thức dậy. Tới giờ đi học 6:45. Ai à? Con lắc ở đâu quá nhờ? Thôi kìa. Con lắc này chói đi. Chói đi lắc. Rồi sao nữa lắc? Chói đi lắc, anh giết cưng cho bằng được rồi lắc. Kìa. Súng kìa. Ý tôi nha. Hãy đợi tôi có lắm đấy. Hai. Chết này. Nếu không cần xuống rồi. Hai. Về thôi, búp đẹp. Vẫn chết hả? Mạnh quá. Được chưa? Mong biết tại sao tôi đánh con GNA này hay không? Tại à, mà tôi xem top 1 VCS đánh con GNA này đấy. Không tiện nói tên ra chứ. Top 1 VCS đánh con GNA này bén quá. Mẹ. Đi nào, từ từ đợi đi. Mong Phú à. Xem dế hả anh? Dế ha, gặp. Để dẫn lò le này kia gặp dế ha. Dế ha lò le. Dế ha con. Dễ ha, lên đây. Dễ ha. Dễ ha. Con tì chưa, quy chấp. Có tì rồi đúng không? Ok. Để khoa dẫn cái này đi gặp dế. Con tì quy chấp. Đây, chết chung luôn nè. Chết vậy? Rồi chết luôn hai người. Chết chung luôn. Dễ thương không? Rồi. Mà chết hai. Hai luôn, chết hai quầy luôn. Đấy. Để lên khoa gặp này đi gặp dế. Mình lên quét. Thôi đợi thôi. Đi. Hòa. Để anh dẫn em đi gặp dế ha. Ui, lên cái này nữa rồi. Mà anh cứ chừng game sao đi, đúng một game thôi chứ game sao được. Hai game nữa nha, cho nó gỡ nha. Qua luôn.
kìa bot. Cứu cứu bot. Quá trâu quá trâu. Đây 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 đợi tí. Xong chết luôn rồi đấy. Sao không chết? Không chết, không chết, không chết được, không chết được. Ý là nó chết, ý là nó chết đấy. Ủa chù chà. Quang Anh, Quang Anh. Mà chạy đâu? Thằng lợi le, thằng lợi le. Thằng lợi le. Ủa anh đi đâu rồi? Anh đi đâu rồi? Cho thêm cục vui ơi. Chết trong vụ luôn rồi. Trời ơi ơi. Đánh nhà cho anh. Dễ quá. Tập dễ ha. Tập đánh như vui. Rồi le nó bị chửi rồi. Trận nữa cho nó gỡ không nhờ. Không còn không á. Tao chơi con Yasuo top. Yasuo top. Ủa Yasuo mid. Mày chơi Yone. Ok hợp lý. Rồi, anh em kiếm hiệp. Anh em kiếm khách. Anh em kiếm khách. Yasuo. Thì đấy tao đi mid mà. Thôi tao đi mid mà. Ơ okay. Kìa. Đi mid trả được. Hai con đó đi mid nào chứ được. Tao đi mid cho. Mày đi top đi. Mày đi top đi. Tao đi mid cho. Rồi được rồi được rồi. Tao đi mid mà. Yasuo đi mid dễ hơn. Nhà Murkaiser kéo khó vai lên tề. Mày à mày thế mày mới dường cho tao à. Cay quá à lìn. Không bằng nhưng mà mày tăng cái bảng chống chịu ấy thì dễ đánh hơn. Không không tao để bảng mid rồi. Blitz cộng giùm. Lên mà farm. Lên mà farm. Lên. Ui dồi nó phái rồi đó, nó thèm. Ui dồi, ui dồi. Ui dồi. Mình đang. Lát từ bên. Mắt từ bên đâu kia rồi. Con mẹ à. Để hết máu rồi. Ôi. Đấy. Mày kiếm cùn mấy lì thề. Đá bằng Yasuo. Đúng rồi, ngon. Tôi quen Yasuo. Không tăng được. Em hết nào. Chọn đi. Đi đâu? Đi đâu nhỉ? Đi đâu ấy mấy ông? Chắc đi rồi đi đâu đấy? Ừ. Đi về nhà mua đồ xong ra tiếp đúng không? Phong quà. Phong quà chán thế đánh nhau ấy. Quy lính, okay, okay. Quy lính được lên trước ngay. Mẹ, quy lính được đã quy rồi. Để hồi máu rồi. Lên 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 lên. Đều 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 thằng này để tao, thằng này để tao. Phá đoạn cú nha. Phá đây đây phá đây. Không dám vô. Salah đang lên này. Gì đây? Gì đây? Ôi. Bạn tốt bao nhiêu phép rồi. Dạ mặt. Cảm ơn Nhiếm. Trời ơi. Má ông là kiếm khách, ông là anh của tôi mà Nhiếm. Ông là anh của tôi mà đúng không? Bạn thế phải để bạn bố nó khỏe đã. Xong rồi bố mày nhường lại sau. Mà đều đang thọt cái lên rồi. Phải nói chứ anh em. Lỡ âm ti. Thôi rồi, nói gì nữa. Này, lên đi. Ok, lên đi. Tao đẩy cái. Lên láo đánh được. Chơi nó luôn này, chơi nó này. Ô, thôi ra. Chơi, tao đây. Tao tới được. Thôi. Chơi khó quá. Đây là tí được kìa. Ăn được đấy. Rồi. Nice. Đây. Tí chém được. Ủa ôi. Triple kill luôn. Xuống mít đi. Mua hạt. Xuống mít đi Diếm. Xuống mít đi. Tao xanh rồi. Sao đéo bao chơi này nữa. Chơi này khó vãi lìm thế. Mày à, mà Yasuo. Tao với thằng le chém mà bỏ mẹ nó. Lấy lốc em, Tìm cho kẹt thế nhỉ. Đâu. Lên luôn này. Mất bot nha Nhím ơi. Chưa có anh ti. Không tao. Nói hết được chưa được. Hay. Ăn đi. Cứ ăn không sao. Qua xanh rồi. Ôi. Trời ơi. Mít kìa. Thôi tạm biệt anh. À, dùng chích ăn này không mất máu luôn à. Xếp lại. Lên này, lên đánh thằng top xong thả top luôn. Lên đánh. Lên nè, đánh thằng top luôn này. Thả top luôn. Đi đường kia đi, quay chấp, đi đường kia đi, đây. Được đấy. Thứ rồi. Hai bữa. Mimin nha. Coi chừng nó nhốt rồi.
Không sao không sao. Lấy lóc này. Chờ nó ra này, chờ nó ra này. Đâu đâu đâu. Búng đéo lên nữa. Búng đéo lên nữa. Búng từng dây nhé. À còn tìm quá, còn nát quá mấy ông ơi. Ê con này mắc E hay mắc W à? Ê. Đó, tôi nói rồi, bình người tôi là cái gì nhỉ? Bình thường tôi giả ngu cho mấy ông chửi tôi thôi. À, đánh hát nó khác liền thấy không? À, chắc nó đang định hội đồng trong đây hay sao á nhờ. Đây là núp. Kìa, thằng Le nó đứng kìa. Le đáp giáp lên luôn nghe anh em. Em lại cướp một tí à? Không dám lên luôn mà vô ăn con lu của thằng gừng luôn này. Ai ôi skin này skin cặp lắm nhỉ. Về bôi thôi xong rồi, rồi. Rồi xong thơ, rồi thơ. Sống không này. Mẹ em chém mạng tao. Kinh quá. Kinh chết nhảy rồi, kinh chết nhảy rồi. Má ngạc nhiên chứ, mấy ông ngạc nhiên vậy. Quê quá. Mấy ông ngạc nhiên như vậy, tôi mà, trời ơi. Tôi. Tôi nè. Cái tóc biến nó 10 tỷ đó, con mẹ nó. Thôi, kết thúc game này sớm đi với mày. Con tay chưa? Con ti rồi. Rồi ta có con ti này. Đi chung là win. Tao đây là mày đứng farm này. Đây đây trong đây trong đây trong đây. Xong kia kìa. Ồ vô kìa, bỏ vô kìa. Con ti với mày. Tìm nó vô đây. Ờ. Ôi. Sao con ti của tôi hay đâu trời. Ai kêu. Tao luôn tao. Ai chưa cứu được. Qua đây qua đây. Con mẹ chém toàn trượt à. No way. Ờ. Mày không chết. Anh đen không chết. Lóc toàn trượt. Mà. Anh nhiếm vô giết nó. Mà sao này còn sống là sao? Ờ, kỳ cái tim chết hết rồi anh còn sống là không được. Không chấp nhận được. Không được đồng lam. Trời ơi, à? Anh đã cầu cứu mọi người rồi. Quy nó, quy lấy sóc. Ôi trời ơi, dùng e là chết rồi. Mà trời đánh nhau xua khác ngay. Nhiếp. Mày cho tao cầm ra xua, tao đi top mày. Giết thằng đấy. Giết thằng ngoài trước. Rớt xuống, rớt xuống con chó. Ủa để gượng tay quá. Ô. Wow. Go. Hỏi nè, mấy ông chấm hỏi này cần chat chấm hỏi này. Đừng bê về này. Ác thế nhờ. Không đừng bê về à? Chắc thế nhờ. Mua ác, mua ác, mua ác, mua ác. Là anh em mình thất rồi. Ôi về về về. Thôi xong rồi. Mà nó đồng quá. Xong rồi sớm. Em không muốn xong. Ôi thất này. Thất 4 này. Nhưng mà chưa có con ti đúng không? Ừ chưa có con ti. Đẹp không Vinh Ti à, đen thế nhỉ. Được, con Ti lại rồi. Mã cay thật. Ôi dồi ôi. Rồ đéo kịp. Chưa. Không sao, không sao, không sao, vẫn hay, vẫn hay. Con Ti là ngon nhỉ. À, ôi shit. Bồ luôn. Biết sao, mày không biết tại sao tôi phải show bằng phím như này không? 50-50-50. Mày không biết tại sao tôi đánh liên minh tôi mới show bằng phím như này không? Tại vì nhiều khi tôi quay cái mặt tôi, mấy ông bảo là có ai đánh hộ kế bên. Đấy. Tôi phải show bằng phím như thế này. Đừng buồn, để trả thù cho em. Ok anh, nhanh lên. Thôi lui đi anh. Ôi xong rồi, con mày à. Hay. Ôi. 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 Con mày à đẳng cấp đấy. Nó làm được phải chứ. Hay, hay, nó được phải làm được chứ. Để vào lên chậm thôi. Con mày. Thất lại nè, thất bại. Ôi ồ, không kịp. Vãi. Hơi sai, hơi sai. Ờ. Không sao. Cái lát kìa xin
Cũng không kịp. Con mà gì gì đây? Ôi bánh lìn. Quỳ chớp ơi. Ghê lắm. Ghê vậy? Hai win. Ủa chịu thôi anh ơi. Anh hơi ảo. Quá quỳ chớp chém phải. Bắt gì mà làm cái gì đấy phí của trụ đó. Trời ơi bị lừa, Khoa bị lừa. Này Khoa đánh kỹ này. Khoa hăng quá. Hơi sung. Ra kịp ấy nhạc, chơi luôn Khoa có anh Ti nha, chơi luôn. Ờ được. Mà nó dám đi. Chơi luôn, lên luôn, lướt lên. Được luôn này. Thôi kìa. Nó hợp dân đây. Này. Ba con đây anh em. Được, cho ba con đi. Đứng nè, đợi nó này. Có mắt nè. Đấy, nó biết, tôi tưởng mình ra ba con, nó không có mắt ba con đâu. Nó vừa có mắt, đứng đây đợi nó. Ra bây giờ nè. Không có đâu, tin qua. Nhím anh Ti trước, chói này, xong quất luôn nè. Ra bây giờ á, không check à. Ăn đi. Không có, quét rồi. Đây, trong đây cũng không có nè. Ăn thôi. Mà anh em mình toàn kiếm khách. Quá cà liền. Ồ anh em kiếm khách. Nhiều kiếm lắm mà nó đỡ được. Đi xuống bot nha, đánh bot này. Chủ bot còn miếng rồi. Kê góc nhím. Từ từ nha. Từ khoan ho, không đánh đi xuống bot này. Xuống bot. F bot này, giờ F bot giờ F mid luôn. Nó loạn ngay gì. Ra mid luôn. Ây da, hết ổn rồi. Gamit. Nó lên đây. Gamit. Một tí nữa là được. Thôi kìa. Gì làm hết rồi. Chị em. Chị ơi để tôi ra ngoài luôn ạ. Mẹ mày. Mẹ lên đây bố mình giết rồi. Cứu đây. Đâu. Hay. Ôi, hai em bật lại được đấy. Được, hai đó, hai đó. Đánh đi. Chưa sao, từ đây. Đây rồi. Được, mình không có đam. Đây. Đây. Chơi đây luôn. Anh Ti không? Up luôn rồi đấy. Tôi có rồi. Về. Chạy đi, tôi coi rồi. 10 giây, đợi luôn, giết hai con này là win. 8, 7, 6, 5, ra, 3, 2, 1. Này hất nào, ui trời ơi. Chống hất rồi. Hay. Kháng rồi. Chạy đã được. Ổn không? Ai trong lòng đấy. Ôi dồi ôi, không sao. Ây da, vẫn chết kìa. Đây rồi. Ôi. Trang lý miếng hơi trời. Còn mà, quỳ chớ chém mà. Đây rồi. Win luôn đi. Mà đúng là hồi anh em kiếm gấp rồi. Má, Yasuo múa ác quá. Yeah, sir. Win nào. Hay anh em ơi. Nghĩ rồi, GG.